Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài nha. Thì hôm nay thì cũng có một chị ở An Giang gửi tặng cho cậu Năm Vũ Linh một mâm đồ chay khá là hoành tráng. Bên kia là của chị Hồng Ngọc. Đó, bên kia là em nghĩ là của chị Hồng Ngọc. Đó, một cái lẵng hoa nhỏ nhỏ vừa vừa và cái bánh được đặt trên cái bàn, có một cái trang trí, một cái gọi là cái khăn màu trắng rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Đây thì tất cả đều là đồ chay nha cô chú anh chị, chứ cũng giống như bao nhiêu lần trước thôi, thì cũng có đậu hũ, tất cả đều bằng đồ chay đậu hũ thôi, có cơm ha, có nước nha đam, có nước sâm. Nó bên cạnh thì có bắp, có chuối, chuối này là chuối sáp ha. Bên chị Hồng Ngọc thì bánh ngọt cả nhà, bên chị Hồng Ngọc bánh ngọt, bánh dê lợn và chè sâm bổ lượng, kèm bên cạnh đó thì có một cái lẵng hoa, nó quá tuyệt đẹp. Chỉ yêu cầu khán giả mình coi xong mình có đừng có cho con những vấn đề tiêu cực quá, để cho gia đình được cái yên đi, mình cứ người nó vô nó ra hoài, nói trong không có cái sự thật, chứ suy đoán ra không là nói đâu. Thì đó làm gì cũng buồn cậu Linh, nếu mà thương cậu Linh thì đừng nên nói những cái điều đó. Nhưng mà hôm nay đến đây cập nhật buổi sáng như thế nào, dọn hoa ra chuẩn bị hát cái đồng gì hả chú? Sáng là cũng như show nó mới nói vấn đề màu mã nó có, thì mấy người kia thì được quay viên người ta ưu đãi, còn nhiều khi cậu Linh là tên tuổi quá người ta không có ưu đãi nhiều. Tên tuổi quá rồi đó, thì đó tôi nghĩ là cậu Linh già nên mình là mình mua hết, chứ mình có cái gì á, cái bớt đó, thì nó tổng chi phí là vừa đất với mộ không là 450 triệu đó, là chưa tính cái tiền là lư hương chưa nè, cái đó là để mua riêng sau nữa đó. Chỉ là mộ xây lên với tiền đất đó là 450 triệu. Không, không nghĩ cái đó là mai mốt nếu mà có nhiều xây xong á là sẽ có khán giả là tiền đất tiền mộ là 450 triệu. Chưa kể cái phần làm mộ ở trên đó, không làm hết luôn đó, rồi vừa đất làm hết luôn đó, tổng cũng như là tổng luôn đó, là nhưng mà mình chưa tính cái lư hương mấy cái đó, là chỉ là mộ thôi, còn mai mốt mà mình trưng bày là lư hương này kia đó, là mua riêng nữa, mua riêng. Cậu phải làm được cái nhà mộ được thì tuyệt vời ha cậu. Cũng cho cậu hả? Cậu ở lại ăn đi cậu. Cũng cho cậu. Mai mốt là nói có chữ Linh nữa nghe cậu Thành. Cũng cho cậu Linh phải làm được cái nhà mộ là này cậu Thành. Chứ nói mà nó cho cậu là kỳ. Bây giờ tụi nó kêu đi về là trời mưa rồi. Tiếc quá ha cậu. Hồi lấy cái bánh nặng lấy lọc. Cái bánh gì lên xe chui rồi. Bánh nào? Bánh này phải không? Lấy cái. Này hả? À? Bánh này hả? À? Lấy cho cậu Thành đi. Rồi cái này là cúng cho cậu. Cậu. Cậu Thành cái bánh này là cúng cho cậu Linh. Cậu Thành ơi. Cậu Thành phải giờ có cái màn hình LED 49-50 inch gì đó đẹp tuyệt vời. Kêu mấy Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Nghe nói là cậu Thành lắp cái máy lạnh để làm bia sợi cho cậu Linh. Lắp máy lạnh. Chờ đi. Lắp cái tủ lạnh làm bia sợi cho cậu Năm. Pháp là trúng số rồi đó. Chừng nào có tiền qua hả cậu? Cậu Thành có fan nhiều quá, sao mà like nhiều người coi cậu Thành. Còn like không ai coi hết trơn á. Cậu Thành có chào cậu. Cậu lại đó. Cậu về mọi người. Ở lại cơm chưa cậu? Thì anh Sô, chị Nga, bé Ngọc cùng với gia đình cậu Thành rồi cũng đã đi về rồi cô chú anh chị. Đến đây thì viếng mộ cậu Năm Vũ Linh, lao bàn thờ thắp hương hồi hướng, sau đó thì cũng về. Thì cái trong lúc đó thì có một chị ở An Giang, chị gọi là chị Kim Tre,
chị Kim Tre. Em cảm ơn chị Kim Tre ở An Giang đã gửi tặng một mâm gọi là đồ chay. Thì hồi nãy thì em cũng nói có cơm, có canh, có sâm và nước nha đam. Nó thì có bắp và cũng bên cạnh đó thì có chuối. Chuối là chuối sáp nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy ha. Ở đây, rồi ở trong đây, trái cây. Thì ngay lần đầu tiên em nói với cả nhà thì cả nhà suy nghĩ lại lời nói của em trước nha. Thì mộ cậu Năm thì không có khác gì gọi là một cái miếu mà miếu nhỏ nhỏ cả nhà. Cái miếu nhỏ nhỏ thì thật sự nếu mà cái tình trạng này mà nó diễn ra hoài như thế vậy, thế này á, là có nghĩa là xuyên suốt luôn á, thì gọi là đó giống như một cái miếu luôn cả nhà. À, ở đây là chị có một cây đàn, cho cậu. Ngoài cái mâm đồ ăn thì có một cây đàn. Em cảm ơn chị Hồng Ngọc, cảm ơn chị rất là nhiều đã gửi tặng một cây đàn, cũng như là có bộ một cái gọi là cái bàn là trái cây, bánh ngọt ha, và một cái lẵng hoa. Ở đây là này là trà sâm bổ lượng hay sao á, bánh ngọt, bên đây là bánh dê lợn nó quá tuyệt vời đúng không cả nhà. Đó, bên cạnh thì có một cây đàn nữa. Rồi, bây giờ quay cận cảnh là vô mọi người mới thấy rõ. Ê, có chai đủ đó, đủ của Pháp hay gì á? Đủ Pháp á, nước đang có 5 ngàn chai nha. Ờ, nó rẻ không? Bè nó rẻ dữ nha cả nhà. Là quý lắm à, chú anh chị ơi. Một cái chai đủ này là chắc có mấy triệu quá, chú anh chị ơi. Quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Phải nói là cậu Năm Vũ Linh là số 1, không có ai thể so sánh được cái chuyện này. Không có ai so sánh được với cậu Năm Vũ Linh đúng không cả nhà. Thì quay trở lại với cái chủ đề hồi nãy em nói là nếu mà tình trạng này nó diễn ra như thế này, khán giả đến viếng đông như thế này, thì đó là một cái chị Hồng Ngọc thì đó là một cái gọi là giống như một cái miếu luôn cả nhà, giống như một cái miếu luôn, không khác gì một cái miếu nhỏ thật sự luôn. Em nói thật sự luôn, nếu mà ở đây mình được cấp phép thì em nghĩ là rất là tuyệt vời. Tại vì cả nhà biết không, đó có nhiều khán giả tới nói là cậu Năm rất là linh thiêng, báo mộng rất là linh thiêng luôn. Đó bằng chứng là những khán giả đã chia sẻ trực tiếp tại mộ cậu Năm, và em cũng đã có chia sẻ cả nhà. Hôm nay là ngày chủ nhật, thật sự phải nói là anh em YouTube hỗ trợ và chia sẻ, hỗ trợ khán giả cũng như là chia sẻ cũng đổ mồ hôi chứ không phải không đổ mồ hôi đâu cả nhà. Nó xịt, nếu mà không nói không đổ mồ hôi thì nó xạo, nhưng mà đó là đổ mồ hôi mệt, nhưng mà vui ở đây là được chia sẻ cho cô chú anh chị ở xa được biết rõ những thông tin đúng chính xác nhất từ kênh của Tài 66 Vlog ha. Cái vui thứ hai là cậu Năm được viếng rất là nhiều đồ ăn, trái cây, bánh trái cũng như là nước hoa quả rất đầy ắp như thế này. Đây là lần đầu tiên em cũng thấy là rất là nhiều ha, là trái cây nó tràn ra hai bên và bông được tràn ra ngoài luôn. Nó rất là tuyệt vời luôn. Ở vòng trong khu nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương này thì chỉ có ở mộ cậu Năm Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mới có thôi, không có ai có mộ nào có được như thế này. Để mà nhận biết được mộ cậu Năm thì cả nhà chạy từ cổng vào ha, thì cả nhà sẽ thấy một cái rạp rất là to và những cái bàn trưng bày ra cúng và hoa rất là nhiều, thì rất là dễ nhận biết được mộ của cậu Năm Vũ Linh luôn cả nhà. Đây, thôi thì em chia sẻ đây cũng sơ sơ cả nhà. Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà và hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.